Giờ này có bà Lèn à? Em có ớt ở trong hang vậy? Ớt ở trong hang. Ớt thẳng. Nè, thấy ớt thẳng. Từ từ nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Cầu Loan Nhãn nha. Thì hiện tại là anh với chị Châu như đang có mặt ở ngoài đồng là có trên chơi. Đây. Đây, ở đây có cái trụ đá này cô chú anh chị. Cái trụ đá đó là ngay cái đường cao tốc Sóc Trăng Cần Thơ cô chú anh chị. Ngay mình đứng cặp cái đường đó là cái đường cao tốc. Thì hôm nay thì mấy chị em, mấy anh em đang có mặt ở đồng này là đồng Dòng Chát. Hôm nay thì mấy chị em cũng quay trở lại đồng bên đây. Mình cũng có chuẩn bị được đồ nghề nữa cô chú anh chị. Nhưng mà đây là cũng lần đầu tiên là mình làm cái kiểu này. Thì để xíu nữa thì lại đẳng rồi thành bật mí với cô chú anh chị. Hai con ớt à? Hả? Mới nhảy xuống hai con. Mới nhảy xuống hả? Thì hôm nay thì mấy anh em cũng có chuẩn bị được cái tài lưới của chú anh chị. Ây da, té luôn rồi. Ôi, tài lưới mình cột lại cục vậy đó anh. Rung gió cục lại ha. Đây. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Lúc mới ra tới là nó bị nhảy xuống hết hai con nữa hả? Yeah. Giờ bắt đầu mình đạp đi. Rồi, ở trên để em xuống dưới cho. Em lội cho. Thôi, thành ở trên đi. Ê, thấy con gì phóng quá trời. Ủa, có tép đây kìa. Ủa, tép nhóc kìa. Bây giờ những nhau kìa nè. Hôm nay thì mình cũng có chuẩn bị được cái tay lưới nè cô chú anh chị. Để mình ốp này rồi ở trên là mình sẽ đập để cho có nếu có ếch thì nó sẽ phóng vô lưới của mình. Cái này nước cạn chắc dễ làm hơn anh. Nước lớn này hơi khó. Từ từ Su ơi, đợi ốp lưới vô cái Su ơi. Nãy chị Hài nói nó nhảy xuống mấy con đó hả chứ? Hai con rồi đó cưng. Ừ. Lúa ở đồng này là bắt đầu hình thấy bắt đầu xạ lại nè cô chú anh chị. Mới bắt đầu xạ. Bộ hổm mình ngồi đây thấy nó phóng đất luôn. Đúng rồi, nó phóng xuống dữ lắm. Thường là mấy chị em đi cắm câu ở cái bờ kênh bên đây nè cô chú anh chị. Là hôm bữa mình cắm trại mình ngủ lại ở bên kênh Châu Thành miền Tây á. Dạ. Thì hôm bữa là mình cắm bờ kênh cặp bên đó đó. Hôm nay thì mình đi mé bên đây. Tại nó có gì? Cái lưới này là cũng mình tự làm nhà luôn nè cô chú anh chị. Lưới này. Dạ. Lưới này thì Thành với Thành nhỏ làm ở bên nhà. Nhưng mà nó không có hợp lại cô chú anh chị. Qua đây anh Nghĩa mới sửa lại. Nó sử dụng được. Hai chú cháu làm kỹ quá. Nó làm hại nó mất cái tùng. Ôi cá sạc kìa. Wow. Tép nhóc luôn kìa. Thôi vậy mình bắt tép luôn. Tép về chiên chả mày luôn. Thôi mình bỏ vô đây đại đi con. Cái lưới này mà kéo cá lồng tông là hết bài luôn. Wow. Tép đâm. Ôi tép nhóc luôn. Mình cái này mình thử cái lưới mình dài mình ốp mấy cái lục bình nha. Thôi bữa hổm cái lưới mình mua mấy mét đúng không Thành? 5 thước thôi chứ. Mà mình làm có cái tùng lại thì nó không tới 5 thước. Bước xuống trên đây. Ôi, cá người tép nhóc hết trơn mấy em quá nha. Tép này nó sống trong cầu ngồi chạy nó cũng dính luôn. Dạ. Ngon quá. Con này phải cái tép gông không cho? Tép gông. Này mình kiếm tép về anh ăn ngái này rồi đi. Đừng nghe bầu nữa kìa. Nghe bầu. Anh ơi hắt vô đại đi rồi giờ mình lựa lại. Dạ. Cái này sách hồi là nặng luôn á nha. Này mà sách một hồi là mệt luôn. Cái này cho cha đi trước một chút. Rồi cái Su thôi đi tới. Nặng ốp nó không có mới kẹp. Chứ để nó không trước là đói luôn. Cái phi nè. Đâu Su? Ở dưới dụt lên á. Đâu Su? Nè. Bà con hồi nãy giờ con không biết cái phi nằm đâu luôn nha. Nó nằm ở trong cái lục bình. Đi đạp này em nhớ là em thường đi đuổi cá lồng tông quá. Em giống đi đuổi cá lồng tông vậy nha. Giống vậy nè. Sao mà chưa thấy nhảy nè.
hôm nay thì ngày thứ nên là không có mẹ với dâu tây của chính chị, chỉ có Thành với chú Châu thôi. Ở dài đây cũng có hàng chục nhiều lắm đó Thành à. Nhưng mà người ta đi thuốc chuột quá chừng luôn á Thành. Tại lúa xạ người ta thuốc chuột nên là mấy hôm nay mình không có đi đào được. Có hai đi qua gì luôn. Nhiều con. Quá trời. Cái bầu. Con chuột nó đùng. Nếu nói là mình được mình. Đây. Này mà có ông nó bu ra nó quánh nha xuống. Nó ngược mấy xuống trước. Ông nó bu ra quánh là xu là có công lớn nhất. Được cả nhà được nghỉ sớm nữa. Cây vô lên nha. Vô cái đám này chắc có cá à nè. Ta lưới hình cục quá. Tiếc quá hả Thành? Tại vì lần đầu tiên mình làm cái lưới này cho nên là mình cũng chưa có kinh nghiệm. Dạ. Yeah. Dở lục bình nha. Mình đi ớp, nếu mình đi ớp lục bình là mình làm cái lưới dạo bự mà dài nha. Cũng có cách ớp lục bình nữa cơ chứ vậy. Mình bắt từ cái mé bên kia mình ớp dài qua. Cái đó thì nặng công lắm. Đây. Đó, có tép nhảy nữa rồi đó. Tôi có tép rồi. Đó, con hết, con hết. Xuống. Đây. Tung vậy là con ếch này nãy trong cái bụi trang. Con ếch này nó trắng tươi héo hả? Con ếch này nó vàng héo hả? Chế cầm với chị. Ngon hết biết nữa luôn. Khoan nghe em cẩn thận nha, từ từ nha em. Kẹp cái ếch đó nè. Rồi. Quá trời. Con ếch xứng đáng nhìn luôn. Nhìn như ếch nuôi luôn á chú. Nhìn tựa như con ếch nuôi vậy cô chú anh chị. Nó vàng héo hả hả? Mày, ở dưới rồi. Trắng tươi luôn. Mình không có, ủa mình không có thấy nó nhảy mà sao vô được ta? Qua. Dính được con cá phi à. Ôi vô rồi. Tính kéo dướng cái cây rồi tính gỡ cái cây. Mà ai ngờ dính luôn con cá phi. Cá phi bự không? Đưa cá lên xu quay. Ủa con cá phi mập quá. Rồi cái túi của mình cũng bọ bọ qua đó Thành ơi. Im rồi đó. Giờ anh lội qua ốp bên đó. Để anh lội xuống thử coi sâu không. Chắc cũng tầm ngang ngực, ngang dài. Ồ, cái cục đó cũng ngon lắm nha. Ở dưới kinh này cây dữ thiệt anh ơi. Cái cục này thấy ngon quá, không lậu qua không được. Thôi vậy mình nhóm ra ngoài luôn. Ở đây là xu tiếp, ở đây xu. Nó chạy cục đó. Chuyện cáo cái giải. Ừ, ôi hai ba con luôn. Các bầy luôn kìa. Vô rồi. Túm mình túm lại từ. Ê nó ở chỗ con kìa sư ơi. Con chiếc máy bay của Úc Thành đó nè. Cái chiếc máy bay. Có chiếc máy bay trực thăng đó hả? Ừ, chiếc máy bay trực thăng đó. À cái này bay về Cù Lao Dung luôn. Chiếc máy bay trực thăng à. Ừ. Nó thăng à. À cá lăm. Cái gì? Cá phi dâm. Có phi đâm được, máy bay đừng đâm được. Ôi, cũng im quá nè. Nè. Cầm qua bên kia đó. Ôi. Bên kia đâu không hay đó. Tự nhiên là thấy... Bay có chú Đành kìa. Như đây là thấy mừng rồi đó. Đúng rồi, đó. Su ơi, cải máy bay đi qua đây nè Su. Có chiếc máy bay rồi, đem chia của mới được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Cao mà. Ở bên này cũng là bụi gặm vậy mà yêu. Ngang ngực mình à. Im mày. Bỏi thu rồi. Mình vé sắp 1 cho cô Hai. Quá im ơi, cho chị nhảy. Hai. Quá im, còn không? Cái này cá dảnh ha. Cá dảnh kìa. Cá này dinh. Ừ. Như cái tay này là thấy im rồi nè. Ừ. Chị nhảy ra cái này. Đói luôn á sùng. Đói luôn á sùng. Đói luôn á sùng. Rồi con vụ dục ba cây đó ra đi mình đổ. Ê, tép tép tép. Tết ngon quá. Có con cua hoàng đế đi cà sô. Đâu phải của em đâu, của thiên nhiên. Qua cái cục bên đó. Qua cái cục bên đó kiếm con ếch bự chán. Ếch cò. Con đi vòng trên trước đi con. Dưới gió này con đi lên đó, đừng đi trên gió đi xuống. Trên gió là nó trên gió là nó nghe tiếng là nó đi trước á, nó thăng á, nó nghe mùi con chim lưỡi á mà. Chim lưỡi thấy à, kinh này tính ra cá còn bộn lắm anh này, kinh này cá nhiều lắm á, cá nhiều không có đủ điều kiện để mình bắt á. Dạ ai đi ghẹ đi, bắt đầu mình ốp vô cái. Cái đám này mà con ếch không không ngồi trong đây thì uổng lắm nha. Ta đi quẹ đi. Ê cây chọt, cây chọt. Ở xuống đập cái lưới. Đập lưới xuống. Đâu đập lưới đâu. Đập lên cây đè lưới xuống. Con cá chốt. Con cá chốt kìa. Trời, con cá chốt. Cá chốt nhỏ. Trong cái cục này, cái cục lát á. Lát đi. Ừ. Con dặm ở trên mé trên được rồi Su. Nó vô là được rồi. Khỏi đè lưới nè. Su vô lưới ngồi luôn. Không. Nhảy rồi. Nhảy cái cầu trời trời. Trời ơi. Ôi, con cua, con cua. Được con cua đồng. Cua đồng thì về nấu bún riêu cua. Nói chung là món nào mình cũng làm được hết. Ớt nè, nó bò lên cái trên con nữa. Ơi, con cua đồng. Cua đồng. Cua sặc. Cá sặc à. Ôi, tép nhóc của chừng luôn. Tép nhóc luôn. Tép nhóc thì mình bắt tép luôn. Nó tép này nó bu theo cái ghẻ lục bình hết anh. Đúng rồi. Cái này mà mình có bông lúa anh, à, mình nhử cá gì. Mấy con cá ba cây. Rồi xong rồi mình ốp vô, mình vớt nó luôn. Hình như cái sặc này mình cũng tắm cá được nó không cha? Được. Mà nó không nhận chứ. Con nào nhảy càng dữ thì nó càng nhảy ha. Con nào mà mình cấm vào chạy thì con nào chạy nhiều là nó dễ dữ lắm. Dạ. Con nào nằm yên hoài thì cá không chịu ăn. Hết tay cầm luôn hả sao? Tép này bây giờ mình gan ăn cũng ngon lắm. Tép này gan nước dừa ha. Dạ, ăn cơm với nước dừa. Nhưng mà cái món khoái khẩu của con là nước lạnh. Nước cơm. Nước cơm cũng ngon nữa. Dạ. Nói nhà ta chắc lắm. Mấy cái bề phá không nổi đâu. Từ từ xuống này, từ từ khoan hết đi. Để cho mấy người nó tới rồi mình hả là. Đạp nha. Bắt cái đầu bên đó con đạp xuống nha. Ôi thôi, thấy mũi ra không hả Su ơi. Coi chừng nhảy ra ếch bự nha Su. Có cá. Có cá không hả? Ơi, đứt mấy trái mình bắt. Ôi, vô rồi. Ủa, con cá bóng tượng nó hay gì kìa anh ơi. Con gắn con đâu. Ủa, gắn rồi, gắn nước cũng chậm. Con gắn gì kìa. Hai con gắn, con gắn luôn. Rồi. Chúng gắn à. Rồi, cái túi của mình bên đây thập cẩm luôn. Gắn rồi, gắn lên mặt kìa. Nè, vô xích vô đây nè, Su ơi. Su ơi. Xuống. Xích vô đây nè, bé Su.
Ôi nè. Ủa con ngắn cái bự kìa cha. Ủa con ngắn bự nha. Ngắn bự rồi nha. Bắt luôn. Nắm cái đuôi quay quay, quay đi xem. Cẩn thận nha bé Xuân. Lấy cái nón chộp. Cái nón này. Thôi khỏi cha. Lấy cái nón chộp. Nè được không Xuân? Cái đầu nó đâu rồi? Nè 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 anh đè nè thở phật. Nè cái này anh. Ê vô tay con. Trời ơi. Lấy vuốt liền. Quắc luôn. Cái nón của hai anh nhé vậy? Cái nón của con. Ủa thành tới hai cái nón lại cũng đỡ. Cha đè dính cái đầu kìa. Cái đầu đó. Mình nghĩ mình đi. Mình đi bắt ếch mình không có chuẩn bị bao tay. Được hai con luôn. Con ai mỏi như con két luôn nè cô. Chê. Để rồi chê. Nè cái vỏ này kìa. Nước mà ăn chuột. Sư về mạnh thở dưới sao? Hỏi không chết. Đủ loại chứ đúng không? Hợp cẩm rồi. Cá, người gắn, người cua gì đủ thứ chứ. Được một túi rồi kìa. Rồi xuôi. Giờ này người ta đi làm về đó chứ. Sao vậy? Cái gô hả? Thả nhỏ thả nó đi con. Nhỏ thả đi hả đây. Ba món này. Thả cho nó lớn nè mình bắt tiếp. Đạt. Hả? Ba món hàng khủng luôn nha. Ba món hàng khủng luôn. Giờ này là chiều rồi của chính trị. Cái đám mà muốn đó hả nè? Nè bé Sơn. Cái đám nó chắc có cá chứ không có ếch nè. Bây giờ mình được nhiêu mà nè cô chú anh chị. Cũng bọn hết hả? Cũng bọn rồi, thập cẩm luôn. Thập cẩm luôn, đủ loại hết trơn luôn. Vừa tép, vừa cá, mấy loại luôn, gắn, cua, đủ thứ hết trơn. Có ốc nữa, chàng chàng hết nữa. Bữa nay đủ loại hết trơn. Bữa nay về mà tới khâu chế biến không biết làm gì ăn luôn. Ủa cái cục cỏ này thấy im quá nè anh ơi. Anh ấp vô đây đi em dặm cho anh. Cục nào? Ồ cái cục bên đó cũng ngon đó kìa. Vô nãy giờ chưa thấy con ếch nào nhảy vô ha. Nãy giờ chưa có quay được cái cảnh nó nhảy. Nó canh mình không à? Ban đêm. Thì nó nhảy quá trời. Sơn. Này không. Ếch nó không nhảy. Cái này như muốn có nhảy chắc con tinh gâu á. Ấy chứ vừa à. Nó ngộ chứ ta. Mình đi bình thường chắc tới mình cắm câu là nó nhảy dữ dằn luôn. Mày ngang còn cả nửa ký không được. Nhát nửa ký hả sao? Nhát ngu vậy đó. Trời ơi, con cá gì vậy? Con cá ống tượng. Ống tượng. Tính là chiếc máy bay của Thành nha. Ê. Ở đâu rồi? Đây nè. Cá ống tượng. Ngon nghe cá nhỏ. Cá ống tượng này nữa mình đem về mình thả vô nuôi đi bé Xuân. Hồi bữa hổm mình nuôi mấy con biết nó sống không à. Cô hai nuôi không có nước ra nước vô nó không lớn đâu. Nó chậm lớn nha. Dạ. Phải cái này mà nó còn sống á, cô hai đem về bển nuôi á. Cái dạ. Ao của cô hai á. Đúng rồi, cái ao của cô hai nuôi được. Giờ mình mượn chiếc xuồng của cái chú đưa qua sông á. Rồi mình qua cái kênh bên kia. Giờ mình đẩy ra. À, đây, để đi. Ở cái chương trình này nó không dướng đâu chứ. Ôi, đẩy được rồi, xuống ơi. Rồi. Lên luôn. Ê. Đi luôn, đi luôn. Hên quá, nhờ mượn được cái xuồng của anh này cũng đỡ ha. Mình khỏi phải loại, tại cái chỗ này cũng hơi sâu. Mấy cái cục này cũng ngon lắm nè. Mấy cái cục này thường thường là mình nữa mình đi gài chuột được nữa hả?
Hồi bữa hổm người ta gài chỗ này dính không biết bao nhiêu ký nữa. Anh ơi, có cái vỏ này im quá ha anh. Có cái, ở đây mà có cái xuồng đi giăng lưới chắc im dữ lắm trời. Lâu lắm rồi mới thấy cái vỏ cây vậy không anh hả? Ừ. Con này bơi từ cơm nha. Chạy bằng cơm. Ô vô rồi. Lẹ lẹ lẹ. Thành phát hiện cái hang ớt. Đây có cái len luôn nè. Vừa qua tới. Trên đây có cái len nè. Ủa nó nằm trong hang kìa. Ớt nằm trong hang. Có thành. Nè, có thành. Từ 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 nha. Rồi. 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 Ôi. Trời ơi. Gì đâu á. Ê, mình ấp lưới vô được không? Nó lội nó mất rồi. Ủa thành có kịp thấy nó không hả? Chưa kịp thấy nữa. Tôi gõ rồi nhúc nhích lại chạy à. Nằm trong hang hả? Nằm trong hang. Trời, lúc này nó vô hang không à? Cũng gì đâu trời. Bự. Bự, nó hết bự chị bá luôn à. Trời, hang coi chính chị. Chính vẹt cái cọng cỏ rồi xíu. Ờ, nó nằm tạm. Nó nằm lưỡng luôn kìa. Nằm tạm mà. Coi chính chị. Ủng quá. Ủng vô đó trời. Con vừa qua, tưởng nó con nhìn nhà. Nào mình đi bắt ếch hang một bữa hả nè. Mình đi dẹt dẹt chứ mình đi dẹt chuột chứ hả. Ờ. Ôi ủng quá. Nhìn đẹp hết luôn. Nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Được con con cua đồng. Này, ô gãy càng rồi chứ. Con cua này màu tím. Lúa bắt đầu nó lên quá trời lên. Cái kênh này nhỏ gọn vừa kéo quá ha. Dạ. Con chuột. Con chuột em tưởng con ếch không à. Tưởng ếch bùn mà tính ếch. Tưởng ếch là vô rồi ha. Tưởng ếch là vô mắm nè. Dạ. Mấy cái bẻ chuối nó hay ngồi lắm á. Dạ dạ cho mấy cái bắp chuối. Nên là cái con kênh ở bên kia nó rộng quá thôi chứ anh chị. Cho nên là mình di chuyển qua cái con kênh này. Mình đi này giống mình đi kéo lưới cá quá ha. Cái này mình kéo kiểu này thì mình hỏi mình có cái phao ha. Giống như y hình đi kéo con luôn hả? Ê, nãy bốn cái chai nhà sao mình không đẹp. Ừ, mình có phao chút mình kiếm cái chai mình bỏ lên. Hai ba cái chai rồi nữa nè. Bây giờ thì gắn cả bá luôn. Gắn cả bá luôn à? Ủa gắn nè chai. Kìa. Để vô đi chai. Ủa em thấy rồi em thấy. Phải nhậu bự chạy. Phải chạy bự rồi. Anh chưa? Thấy. Gắn bự hết biết bự luôn rồi. Giờ cái đầu nó đâu? Đâu thấy cái đầu rồi. Cái nón đây, nón đây. Rồi chạy qua kia. Dím không? Dím xuống. Nó bỏ xuống, nó quanh con. Rồi. Ủng quá. Con rắn hết biết bự luôn rồi. Cái con rắn đó là bự hơn hai con rắn nãy luôn á Thành. Bự hơn cái con hai. Rắn đó là cụ rắn à. Nó vàng ôm luôn. Con rắn nó nằm tự nhiên, nó chưa có hốt mình mà nó bự dữ vậy. Này ha. Mình sẽ ốp vô cái cục này. Ở đâu, con tính ốp rồi. Vô luôn. Úp hành cái chân còn đau. Chứ ở trên bờ quay đi không chịu đâu. Cá lồng kiến hả? Vô hả anh? Đây em cầm chặt. Có con cái cầm cho nó sâu xuống là nó ra không được đâu. Nè lên đây. Móc lên. Dở lên. Dở này là nổi luôn nè. Thấy thằng đó kìa cháy không vậy? Thấy rồi kìa. Giờ chứ có bày được thằng của thần à. Ôi cá kìa. Cá sặc hay gì á? Cá sặc quá trời luôn mà nó không được bự. Ôi cá sặc. Bắt cá bự đi, bỏ cá nhỏ không được. Đừng chí chị khoan. Cái cá nhỏ này bỏ đi. Rồi bỏ đi kìa. Dạ. Đây anh bỏ giùm em. Ốp vô cái cục này là dữ dội ạ. Cái lưới của mình nó phải bự hơn điểm xíu nó im quá chừng á. Đúng rồi.
gì vậy? Có cá lóc này nè, con mới nói. Có cá lóc. Đâu rồi? Có cá lóc cũng nhỏ. Đây cá lóc nè. Chiếc máy bay. Ừ, có cá lóc nhỏ. Chiếc máy bay là bá luôn. Đâu rồi? Nè. Cá lóc. Đây nè. Máy bay. Chiếc máy bay à? Cá lóc quay làm á. Chiếc máy bay bự nè. Chiếc máy bay bự. Có cá lóc thiệt ha. À, Thành nhỏ mới vừa nói với Tiến luôn. Trời ơi, cá sặc này hồi đủ kho tiêu luôn. Cái tướng mình cọc lại. Cái tướng mình cọc lại rồi. Cái bờ kênh này cũng rất là quen thuộc với mình luôn, với anh chị. Mình cũng thường đi đào chuột ở hai bên bờ. Chưa thấy tung lưới gì hết trơn hả? Cố gắng, cố gắng Thành ơi. Gắn hả? Gắn trong hang hả con? Gắn trong hang, gắn trong hang. Tiếp tục là một em gắn. Trời ơi, nó nằm chân lõn luôn cô chính chị. Đây. Có cái đuôi kìa. Phải gắn nước không? Gắn nước, gắn nước. Gắn nước. Thấy cái đầu không chú? Không, lấy cái đầu, lấy cái đuôi không. Giờ con nắm lâu cái đuôi ra rồi quơ quơ quơ. Nè con lấy cái nón không? Chưa, chưa, nó đang xây mình đó, nó đang xây mình cho chị nó phóng kìa. Nè con, nón nè. Dạ, dạ. Nón sao? Không cần chưa? Từ từ, từ từ. Cho nó chung ra luôn cũng được nữa. Ê, ê, ê. Nó đây xây mình nó lắp thành nè. Mình đập cho nó ra luôn cái nha. Nè, lấy con bươi cục này ra cho Thành thấy nè. Lấy cho Thành. Thấy nè. Đó nè, cái mình nó sụp sụp với cái chân vậy. Không chân gâu nè, đợi ít nhạc nó đòi thành cánh câu thấy quân gâu. Dạ. Đó, 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 nó chuyển mình kìa. Từ từ xuôi, nó bay ra xuôi. Nó bay ra. Giờ con bắt dính rồi đó, mà con không biết cái đầu nó đâu. Ủa? Dính không? Dính cái đầu hả cái đít? Con. Ui. Ui. Cái đuôi thì quơ luôn, quay quay đi. Ê kìa kìa kìa, nó lú cái đầu, nó nhìn con kìa. Tốt. Cưng dữ á. Vàng dính. Hè cái đầu luôn. Ôi, gắn này cũng trọng nha. Đầu nó cưng dữ kìa, chưa dính cái đầu nó. Đó. Dính. À, nó không cắn kìa. Quá hay. Vô. Okay. Vô đi. Con chút nữa hả? Thôi vậy cầm vào bánh bỏ vỏ đi. Con này cũng được, không mà không mặn cái con nãy mình vỗ ha. Dạ, dạ, con hồi nãy siêu to. Ồ, vàng khè luôn ha. Cái con hồi nãy là bự nhất luôn á. Anh ơi, hình như là cái con nó càng bự thì nó càng vàng hay sao? Không, tại nhầm con đó kìa. Dạ, hồi nãy em thấy con nãy nó vàng dạ luôn. Con là hình như nó gắn nước gáo, cái nó vàng khè. Dạ, dạ. Nó ngon lắm. Kinh này gọi là kinh gâu ha anh. Kinh gâu kìa. Dạ. Kinh gâu tập đoàn ba. Kinh gâu. Hồi đó hồi chào làm tập đoàn ta đặt tới giờ. Dạ. Trời nó đúng rồi, dông lão vậy. Quá trời cái cục rau muống nè. Hy vọng là có cá khủng. Ôi ơi, có cá, có cá. Cá lóc hả? Cá lóc. Vô không? Vô. Vô rồi, vô. Bự không sao? Cá nhỏ. Tỉnh cẩn. Ôi nè. Nó. Cá lóc em bé. Cá lóc bự quá ha. Ờ. Vô rồi. Vô. À, vô. À, vô. Ai ôi. Ông chợ, ông chạch chuốt. Bắt cá lóc đi. Cá lóc rồi chứ. Đâu rồi anh? Cá lóc ở đâu rồi anh? Cá lóc thì chịu khó. Bắt thì nhìn mới thấy. Anh gì con gì quên này, canh chua con cày gì quên này. Cá lóc. Tại tấu. Biết rồi, mình ăn cá lóc mỗi ngày luôn mà quên rồi. Cầm tay lưới đi thế cũng vui đó là. Chuẩn bị ốp con ếch 50kg nha hả? Ốp ếch 50kg. Giờ mình kiếm mà. Ếch 50kg này là dở không nổi luôn đó nha. Dở không nổi luôn. Ốp chỗ đó đi ngon hơn á. Cục đó đó. Mình làm cục cho đáng cục luôn. Cục nào cho đáng cục đấy phải không? Cục này nè. Do cái cục lục bình này còn có thể là có cá lóc lẫn cá chê luôn á. Ốp mình vô. Cho chừng có ếch luôn nha anh. Để cái chân vô sát dưới á. Để cái chân vô. Vô sát cái mình cầm xuống đất luôn. Ừ, con đi vô lỗ. Trời ơi. Quá trời. Quá. Phải có sự trợ giúp mới được.
ở dưới thường mấy cái cục bình này làm mũi rất là nhiều luôn chú chị, khi mà mình đụng tới nó là nó bay ra rất là nhiều luôn. Chạy giúp bé Su ơi, chạy giúp đồng đội Su ơi. Bây giờ phải có ông Su tiếp động lực ha, có bé Su lên tiếp mới được. Không biết cục này có cái gì hôm dạ, nay kéo ếch. Dạ đi kéo ếch. Dạ kéo ếch đi xin ruộng hết rồi đó. Mấy ngày ai hai đêm nữa tôi phải clip trả xuống. Đúng rồi, sao chưa thấy gì vậy, mình móc lên luôn đi Thành ơi, móc lên mình đưa ra ngoài. Ôi có cá, có cá. Wow. Có là nhưng mà không biết cái gì. Có, cà phê. Wow, cà phê. Ôi rồi, có một chiếc, có một chiếc máy bay bự rồi. Bự rồi. Anh em thảnh bờ lại anh đây em lượm. Có máy bay bự rồi anh ơi, giờ mình gom. Ôi chiếc máy bay nè. Bây giờ mình gom lại đi, gom lại mình túm lại nè. Đúng là xứng đáng thiệt. Xe bóp cái rồi. Anh em mình con dở mấy đó ra đi Su ơi, giờ túm lại. Chứ còn thấy cà phê nữa. Dạ. Túm lại mình quay cái này cho nó đã cái. Cho đã cái này. Lại chứ. Hồi nãy phải bắt cá lóc lên nhé. Wow, mấy con, mấy con luôn. Ôi, cô cá gỗ hai ba con luôn. Hồi nãy con cá gỗ. Ôi, cái này không uổng sức mình nè chứ. Rồi. Có cá phi nữa nè. À. Rồi. Ở trên bờ mình còn con cá lóc. Có được ba chiếc máy bay. Có cá gỗ bự đúng không anh? Có cái tay này tính ra nãy giờ là trúng rồi đó. Vô mánh này. Không uống cầm mấy chú cháu mình anh ơi. Dạ. Con sâu kìa, cho lấy con sâu bỏ cha. Đây con rồi, đây con đó kìa. Con sâu ăn sâu giả. Anh nghe sợ sâu mà đi tới đâu gặp sâu vậy á. Kéo mày lên nha mấy chú ơi. Anh sợ sâu nữa kìa, em hết sợ rồi. Em miếu rồi. Nè, em hết sợ rồi anh Thành nè. Đừng có đứng. Ha, tôi đợi con nước rồi chú. Con là nóc. Rồi, anh kéo kéo. Cá gô kìa. Ôi có cá gô, cá sặc nữa. Cái gì không? Cá gô nhỏ. Bắt cá gô về Su ơi. Bỏ đi con. Hồi nó chơi là anh Thành xỉu nè Su. Gô với cá sặc. Không có hỡi được mùi gì đâu. Ủa Thành vớt được trái bình bát đâu Thành. Dạ. Nó thơm cực phẩm luôn. Dạ chứ. Bên túi anh Thành thơm lên chứ con đâu có thơm đâu. Nè. Không nhưng mà cái mùi thơm này thật sự rất là thơm nha. Dạ chứ. Ừ. Nè, nè cho chế nè. Cứ ăn đi chứ nè. Không ăn hả? Không ăn nè. Phập. Ngon quá. Chứ thành phập như đúng rồi. Cái này làm đá uống là hết sảy luôn. Cái ngay càm, cái gì cái đầu. Cái này nó dính sao á? Chặn. Dính sành rồi, dính sao? Đó. Dính sành rồi cục rồi đó. Vậy không ấy mình cuốn lưới lại mình về luôn đi Thành ơi. Dạ. Tính vô đây cô chú anh chị, mà chỗ này nó gặp quá à. Thì mình đi chỗ này thì cũng hay gặp quá. Gặp ếch nó nhảy. Cái tay lưới mình bữa nay về là cũng tương đối thành công ha. Đúng rồi đó cưng. Ủa? Mà sao bắt tay nó dùng ở trên rồi. À, tại nó không ấy. Nhà có anh sửa lại, không sửa lại là kéo không được, không có đồng. Rồi. Mình thu lưới lại mình okay. Về chế biến không hả? Dạ. Cái thành quả của mình kìa cô chú anh chị. Này cỡ 3 kg không anh? Cỡ 3 kg rồi cưng. Nặng lắm anh. Ây dạ. Dạ, dạ, đây. Thập cẩm luôn, không biết đường luôn. Đủ thứ hết. Nhiều lắm. Thành tặng nè. Cắt đi. Hồi nãy chú Thành cũng kéo dính được con chuột đó mà. Thôi giờ mình bắt đầu về mình chế biến rồi chứ anh chị. Mình còn về bển nữa. Bữa nay thì mình ăn ở bên nhà anh Nghĩa. Giờ mình hẹn cho chú anh chị ở khâu chế biến nha. Dạ. Dạ. Xanh xanh nè, cái này chừng 10 bữa nữa là bắt đầu xanh hết trơn rồi. Cá mình cũng về cũng rửa rồi với anh chị, mình cũng làm rồi luôn. Cũng chị rồi với Châu, với anh đâu, xúm lại làm. Tính ra cũng bộn hả chứ? Cũng bộn. Chứ có được mấy con cá của mình cắm câu. Cắm câu hôm bữa hả chứ? Mình hùng vô luôn. Cắm câu ở bên kênh Cho Thành Miền Tây của chú anh chị. Bữa nay mình làm hai món rồi chú anh chị. Dạ. Mình làm cũng đơn giản à. Này, được ba con rắn nước. Nhưng mà mình không dụt con rắn kia Thành. Dạ. Không dụt con rắn bự là mình nhiều lắm á. Con cái con kia là bự nhất luôn á. Nước này thì ừ. Nó thành một cục mà cái mình nó bự á nhìn
gắn nước này thì mình sẽ hầm đu đủ. Còn cá này xíu mình sẽ nướng hết luôn hết chứ. Đúng rồi. Đúng. Ồ, bao nhiêu cá nướng là dữ lắm nha. Cái cá gắn vô rồi. Không vậy. Thơm quá không thật. Ừ, thơm. Hôm nay mẹ không đi được, mẹ cũng tiếc. Mà mẹ hành mấy hôm nay cũng bệnh lợi của chúng chị. Rồi dưới lại là dâu tay ở nhà lo cho dâu tay đi học nữa. Dâu tay phải sáng phải chuẩn bị cho dâu tay đi học rồi trưa rồi chiều nữa. Bởi vậy dưới lại là làm lo ở nhà làm ổi nữa. Sao anh? Còn em chưa tắm đi tắm nha. Dạ. Còn em mà em ở dơ. Ở dơ về luôn. Nên là mẹ không đi được cũng tiếc. Mẹ dâu hôm nào mấy chị em đi mẹ thì cũng muốn đi chứ á. À, thấy mà thấy hai chị em đi rồi mẹ cũng không có yên bụng á, rồi chú anh chị cũng muốn đi theo để mà coi tiếp được gì tiếp, cũng nóng ruột lắm. Nhưng mà đi theo á thì mình cũng sót nữa, rồi nhà cửa bản cũng lu bu nữa. Bởi vậy chia nhau chia nhau hai thứ cũng lớn tuổi á, coi chú anh chị đi lội như vậy cực lắm. Trẻ trẻ mà lội về chung là buông ra là ngã ra là ngủ đó, ngã ra là nằm đó. Bởi vậy mình nói thật sự mình cũng như mình cũng chia sẻ với cô chú anh chị thôi, chứ không phải mình nói lên đây là mình than cái công việc của mình nó thế này thế kia. Thật sự mình đi với cô chú anh chị xong rồi về là giống như công việc ở bản việc vườn thì hô làm thì mình gắng cố gắng mình làm cho xong cái công việc của mình thôi, để nó không có bị trì trệ thôi, chứ thật sự là cũng hết rồi. Giống như hết sức rồi. Gắn mình vào xăng này để chứ cho nước dừa vô luôn. Cái nhỏ vậy là nước cũng bổn nha. Dạ. Trái nhỏ mà nước nhiều chị, mà ngược lại trái bự mà nước lại ít, ngộ ghê ha. Cho hai trái luôn đi con. Vô luôn hả nè. Vừa này vừa non hả con? Dạ vừa non con. Có than thì mình chuẩn bị nướng được rồi. Than này mình bắt đầu mình nướng được luôn ha. Nướng là được rồi nha. Dạ. Một xề cá này cũng dữ lắm ạ. Im lắm ạ. Im. Dạ mình nướng máy bay chứ ha. Nướng máy bay chứ đi. Nướng máy bay chứ. Máy bay này chắc để ở dưới luôn quá. Máy bay. Máy bay này nặng đô đó. Quá trời. Ôi, nhiều lắm nha. Nhiều lắm. Bữa nay thiếu biết trưởng rồi. Bữa nay thiếu biết trưởng rồi. Thiếu biết trưởng rồi. Bữa nay mồi quá trời mồi, không có biết trưởng. Nghe nói bà con bữa nay bệnh á. Dạ. Bữa nay si vậy. Cá bắt đầu chín này đó. Quá thơm, hấp dẫn quá. Còn ếch thì bắt đầu chín nè. Thịt nó trắng to luôn đó hả? Con ếch này giống mình trúng cụ quá vậy anh. Bữa nay tội đại mình duy nhất một con ếch một. Chín à? Dạ. Vậy có gọi là mình đi kéo ếch không ta? Mình kéo có chứ, mình có dính ếch mà. Mình kéo ếch. Nhưng mà dính ếch thì được ít, mà dính cá thì được nhiều. Ai hỏi chứ bữa nay đi kéo ếch có không? Có. Bự luôn. Con này chín luôn rồi kìa. Chín này đó hả? Ừ. Chín. Tối mình quay cái màu không được đẹp của chú anh chị, chứ ở ngoài nhìn rất là ngon luôn. Nướng khéo ha, cho 10 điểm luôn. 10 điểm không có nhân luôn. Không có nhân, còn có cũng xù à. Cái này chín là nó vàng hết trơn. Có miếng cá mini này là chín chân thành. Chín hết trơn. Em bé này chưa chín nè. Có mấy củ khoai lang nữa. Ừ, cái này mà ở ngoài đồng ha. Mà mình cắm trại mà mình ở ngoài đồng mình có cái mấy củ khoai lang này cũng quý nữa. Có con xì gù ổi nữa hả? Chắc cái con cá lóc chín rồi chứ hả? Con cá lóc nó chín chưa con? Con này chắc chín. Quá thơm, chín rồi. Thơm. À, mình nướng tại vì mình nướng dĩ đó Thành. Ừ. Mà vậy là quý rồi đó. Cho cha mở hàng trước đó nha. Chín hết trơn, dạ. Chắc mình gấp ra được. Nướng mấy củ khoai lang là cho cha cho rồi. Hai con hai cầm cho con. Mở hàng trước đó. Thơm quá đi, hấp dẫn quá. Ây, ừ. Ừ. Ê, ui, nhảy rồi. Rồi sao? Con cá còn sống. Cá còn sống, để dẫn chút nữa mới được. Nó còn sống hả? Nướng nó lại hả? Kiểu thường thường lụm lên xong phủi dạ. Sạch rồi, không mà, sao. Mà con hôm nay ngộ nha, mình thấy nhiều cái đó, mình nướng kiểu thơm lắm. Rồi cái hồi mình lên bàn ăn, cái tự nhiên cái mình no ngang. Ha nè, giờ mình chuẩn bị nhập tiệc hơn nhập đây. Tiệc thôi. Đi thôi. Đúng rồi. Hấp dẫn rồi. Giờ này cũng mời cả nhà luôn nha. Mời cô chú anh chị ăn cơm nha.
mời cả nhà ăn cơm. Nhà ăn cơm. Dạ. Hôm nay ăn cơm với cá nướng cả nhà. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi chị ơi. Cá nướng của mình rất là mời nhiều lắm. Ăn cơm. Dạ. Quá. Trời. Dạ. Về cá nướng của mình đây. Cá thì có rồi. Ừ. Mì dinh dạ. Có. He luộc có luôn. Cả nhà. He luộc có luôn. He luộc luôn. Cả nhà ăn miếng cá mì dinh đi. Xuân máy bay đi Thục. Xuân máy bay chứ. Xuân máy bay đi. Làm chiếc máy bay đi. Dặm cả nhà trứng dành xe luôn. Không có phần á. Dạ. Ăn con nhỏ ăn nhím. Cái gắn gắn hàm mình cũng ngon lắm luôn nè. Cá nướng là hết bài luôn. Quá hấp dẫn. Nhất rồi. Xu đói bụng hay gì Xu? Đói bụng quá. Bữa nay phải có bếp trưởng nó vui vậy. Ừ. Bếp trưởng với dâu tay. Dâu tay nó cũng thích quà đầy dữ lắm à. Cũng quá trời. Quà. Dạ. Nghe chấm này ngon. Bây giờ mà cho bếp trưởng qua đây ngủ một bữa đi. Nào khỏe khỏe à, cho ăn ngủ một bữa. Qua khỏi đi đâu, sang bắt mình đi được nè. Để cho bếp trưởng ở nhà làm quán đi. Ừ, ngon quá. Ừ. À, ngon. Bữa nay nhức nách không Sục? Nhức nách lần hai. Cái đùi cá lô kiến là mình chan miếng muối ớt này vô. Mới về thịt thằng. Quét lên, cầm miếng chén nó quét lên. Vừa ăn mà vừa hấp hà. Đùi hấp hà nó hấp hà. Quá khứ rồi. Ôi, con mời cả nhà cái đùi cá lô kiến. Vô này 100% mới được. Quá chị hấp hà rồi. Cảm giác là nhức nách không? Ôi, chén cá lô kiến nó béo rồi đâu vậy? Con cá nó ngọt hết. Rồi cái nước mắm này vô ngọt ngọt á, trời ơi. Hết nổi luôn hả? Hết nổi rồi. Mà cái nước này, nước chấm này có ai làm này chấm này ăn cũng ngon. Ngon chấm đi chị. Cái này mình làm mà mình cái để cái này nè, xin đừng từ chối hả? Này cơ. Mời cái nhà luôn nha. Này. Trả lại cái luôn. Trả lại cái luôn. Quá trời hấp dẫn. Mà cá nướng mà chấm muối này cũng ngon hả chị? Ừ. Ngọt quá. Chấm thì ngon khỏi lắm. Ngon quá chẳng ngon. Ừ. À, này ngon đơn giản mà ngon hết thật. Ừ. Cái đồ mà làm mà nướng mà ngon. Có gì bằng ha? Ừ, có gì bằng. Đồ nướng là ngon nhất. Dạ. Ừ. Nhất nướng à. Nhất nướng gì chiên với ba đem hấp. Đem hấp à. Nhất nướng gì chiên chứ ba đem hấp cam xào tới tứ ruột mà con đem hấp rồi còn đổi món rồi là gì là xu chế con phải hấp rồi nhưng hấp ngon xu phải hấp à xu đổi lại hấp cá này nè cá này mà mình đem hấp xả là ngon nữa chú ơi ông là thịt nó càng ngon nữa nhất nướng gì chiên chứ ba đem hấp chứ ba đem hấp mà bây giờ xu chế lại mời bếp trưởng ăn cá lóc nướng làm cá lóc đi chị nhân vật chính bữa ngày hôm nay. Thôi chia ăn đi. Cho mít xu nè, mít xu làm cái đùi mới được. Mít xu đi, ưu tiên cho mít xu đi. Con hả? Chú hết lớn rồi, còn mít xu mới còn lớn. Anh chốt thành cái. Dạ, để đi anh, được anh. Làm miếng rồi. Rồi. Rồi, gửi đây đây, xíu để ăn cơm, để ăn không ủng lắm. Úc Thành đã xé cái sói thịt ra, còn khói bốc trong thịt nữa nè, Úc Thành. Khói bốc lên nè. Đâu cầm cái chén lên quét cái mới đã à. Theo lại yêu cầu của Thành con làm luôn. Nè Úc Thành, cho Úc Thành nè. Thôi được rồi chứ, để đi chứ. Để đi. Xíu. Quét vô đây một phát. Ôi, có hết hà rồi chị. Ăn này giống như ở bên Thái quá. Anh Thành đừng hết hà vậy làm em nghe chịu nổi. Thứ gì chịu nổi. Ngon quá. Thôi anh cắm này ngon rồi hà. Ngon chấm đi con. Thử món này cô hai coi. Thử cái món gắn này coi. Cái cá nướng này làm thấy đậu quá cái. Cá nướng nó quên gắn luôn. Quên gắn à. Ủa chị sao chị không ăn cá chị? Nó nửa cá mà nãy giờ còn hơn. Thôi. Cá nhiều lắm á. Nó mảnh mảnh đi chị. Xếp cho chị ớt kìa. Chăm sóc mới được. Ăn ớt ha. Ừ. Làm miếng ớt đi ha. Làm miếng ớt đi. À, này, để anh gửi cho. Để anh gửi cho miếng ớt không ấy là giận à. Trong
Cục đùi. Đúc ăn luôn, đúc ăn luôn mới dữ nè. Trời ơi. Trời ơi. Hết bài luôn. Cha làm vậy coi chừng tối nay mẹ ngủ không được đó. Nửa đêm rồi cười. Sáng nay hết bài. Chắc tối là chắc phải đu uống chén. Đu uống chén. Hấp bài hả Tùng? Hấp bài. Bà nói qua cái hả? Cơm đậu. Uống ba mươi ba chén hả? Nói giờ con ba chén nữa hả? Ba chén nữa rồi. Đổi quá đổi. Không mà mình đi vậy đói cái ăn cơm thấy được ngon hơn bình thường à. Dạ. Mà ở nhà ông Thành không? Ở nhà là 3 giờ bữa đi bảnh ha. Dạ. Là 3 giờ đó mới ăn cơm. Ăn cơm mà chỉ nấu cơm thì kêu ăn nữa thì đi qua bảnh thì tối quá lỡ cỡ. Không chịu ăn. Dạ. Không ăn sáng mà 3 giờ mới ăn cơm. Rồi. Mà đi theo tụi em vậy mà ăn biết ngon nha. Mà dễ nó than nó bụng hoài luôn. Dạ. Mà con ở nhà đâu mà. Đi theo cô hai là dễ nuôi lắm, cô hai nấu gì ăn đó là không có hạn chế gì hết. Nào cũng ăn được chứ. Có gà, gà, có cá, con cá. Đi theo cô hai là phải chấp nhận hết con. Có gì cũng phải ăn. Nè chị, ăn đi chị. Dạ, dùng luôn đi nè. Trời ơi, ngại dùng. Hết đi, hết đi, hết đi. Sự này tốt vậy ta hay gì vậy? Chị nói là phải coi lại nha chị. Nói là phải coi lại. Thì phải suy xét lại mới được. Tốt rồi đó giờ mà. Tốt đó giờ mẹ. Cười. Không cười sao thấy nghi ngờ hay sao? Thu đừng làm quê cha thôi. Có cái làm cười, gì đâu. Cười với cha quê thôi. Cái nào cũng ngon nha. Bữa nay là mình đi bắt vậy là chưa hài lòng nữa ha. Mình còn muốn đi nữa. Đúng rồi. Tôi quá không ai ngủ đây. Dạ thôi, về. Nhớ mẹ à chị ơi. Về mới được.